Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay ra cái sự kiện Dio, sự kiện truy tìm kho báu ấy. Thì sự kiện này là thường kiếm Dio rất là nhiều. Không phải. Đúng rồi, kiếm Dio và kiếm bùa đá để nâng lên bùa ấy các bạn. Ok, ta sẽ vào để xem qua là nên chọn cái gì. Thì đợt trước có cái sự kiện trung thu ấy thì mọi người khá là kiếm được pet này, kiếm được Dio rồi. Thì các bạn có thể thấy là đợt kia nó cho 100 mảnh video là nó ngon như thế nào. Nói chung là đây là một sự kiện cũ nên là nó sẽ ngon khi mà các bạn lên cái các bạn ở server mới ấy, thì đang cần đá để lên bùa đỏ ấy, thì cái sự kiện đấy rất là ngon. Còn mà các bạn chơi lâu rồi thì hầu như cũng không tha thiết cái sự kiện này nữa. Ok, đối với phần thưởng A thì anh em VIP ấy nạp nhiều ấy thì chắc chắn mình nghĩ sẽ là tròn cái này. Hoặc bởi vì VIP cao ấy thì có nhiều kiểu VIP nha. Ví dụ như boss ấy, các boss thì thường có deal huyền thoại rồi thì sẽ không lấy deal này nữa. Bởi vì deal này này đâu lâu tích nạp mấy boss có nhiều, các boss thì mình nghĩ sẽ lấy cái này thôi. Tiếp theo nữa là đối với anh em cày chay nông dân thì chắc mình nghĩ sẽ lấy cái này hoặc là cái này. Thì hiện tại mà nick của mình thì mình nghĩ mình sẽ không lấy cái deal, mình sẽ lấy 100 cái pet hơn, mình vẫn thích pet hơn nhé. Tiếp theo là cái này thì chắc chắn sẽ lấy cái này rồi nha anh nhé. Tiếp theo nữa thì cái này thì cái về phần thưởng B ấy, thì anh em có thể nếu mà anh em nào mà chơi nhiều ấy, lâu năm ấy, thì chắc chắn mình sẽ chọn cái này. Quên, lâu năm thì chắc sẽ tròn cái này. Còn mà mới chơi như anh em mà thiếu để nâng lên bùa đỏ ấy thì sẽ chọn cái này nhiều. Đây là đá biển cấp 5 thì không ăn thua rồi nhé. Thế mới nói đá kiển cấp 5 mà đợt vòng quay VV tuần 3 ấy, rất là ngon, dễ kiếm, hay nổ nhân phẩm ra dễ. Tiếp theo là phần thưởng C. Thì phần thưởng C thì mình nghĩ anh em sẽ chọn pet hoặc là chọn cái này. Cái này thì nâng đi ồ, hoặc cả đá Haki. Đá Haki 100 này cũng không khoai. Thôi pet đi anh em ạ. Pet thiếu khá là nhiều. Đây thì cũng là rương pet anh em ạ. Thì rương pet này thì mình nghĩ anh em phải thức tỉnh. Con tím này thì mình nghĩ anh em cứ chọn tím đi đã. Còn anh em mà nạp nhiều thì chắc sẽ chọn cái này hoặc cái này. Ở đâu anh em nạp nhiều sẽ chọn cái này. Nói chung là bạn nào mà chưa thức tỉnh xong pet thì cứ lựa chọn pet cũng được, một giải pháp khá là an toàn. Phần thưởng cuối thì mình nghĩ sẽ chọn là XP hoặc là đá tẩy nha các bạn nhé. XP của trang bị hoặc cả cái này. Còn cái viên này đừng có chọn nha, viên này là viên trong cái thần lề của cái hoạt động thám hiểm kia, không cần đâu. Chọn hai cái này nhé, tùy các bạn, mình chọn cái này. Ok, thì cũng như cũ thôi, làm nhiệm vụ nó cho nha anh nhé. Cái nhiệm vụ này thì một mùa được một lần thôi nha các anh nha. Không reset đâu. Mua nha, mỗi ngày. Đấy. Thì sự kiện này xem như là nó free cho anh em mình 2 đến 3 viên cái này. Anh em nào mà cày chay nông dân ấy mà nổ nhân phẩm được cái này một lần là rất là may mắn nhá. Còn nông dân cày chay thì mình nghĩ sự kiện này chỉ kiếm được 1 đến 2 viên này thôi cả mùa ấy. Nhưng cũng được rồi anh em ạ. Khá là đen. Thôi mình làm nhanh đi. Thôi 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 không làm nhanh đâu. Nổ đi. Nổ, nổ, nổ. Hóa nó chứ. Ui. Không ăn thua anh em. Đây, thì anh em cày chay nông dân thì mình sẽ đi hết phòng và lấy được 2 viên chùa. Đấy. Anh em thấy chưa? Đây là một nông dân cái chay thì sẽ lấy được 2 viên chùa đấy. Anh em nào mà nổ nhân phẩm được ra cái này thì ngon, hoặc là lúc nó đền bù hay hỗ trợ thì ăn được. Thì đối với anh em nạp thì đợt này có thêm cái gì ngon không? Anh em nạp thì mình nghĩ vẫn chơi đi, chơi để lấy mấy cái viên này lên cho nhanh. Anh em nhân nạp thì lên tầm của đợt này nó giảm mấy quà đá đá rồi các anh em ạ, nó giảm.
Ngày xưa nó cho mì 2 viên ở đường này anh em nhé. Mình nhớ không nhầm thì ngày xưa nó cho anh em mì 2 viên. Mì 2 viên, 8 viên để nâng bú ấy. Đường này nó hơi phít lại rồi. Chúc phận nhờ. Thì nếu anh em nạp thì chơi xương xương thôi. Chơi vừa vừa thôi anh em. Đợt này anh em nạp thì có cái phần thưởng kia ngon hơn. Ok, cái này thì chúng ta sẽ mua gì? Chắc chắn là mua cái này rồi anh em nhé. Để mở lên. Tiếp theo là cái này thì anh em cải trai thì chắc sẽ lấy mảnh cảm biến Haki rồi. Hoặc là cái này. Anh em VIP thì đa số là lấy cỏ trời. Cái này rương này thì anh em VIP cũng thừa nhiều. Anh em VIP sẽ lấy cỏ trời nhiều. Để lên cho đi ồ. Ok. Thì hiện tại thì nông dân thì chắc mình nghĩ giỏi lắm lên tầng 2 là cùng. Cũng bị kẹt rồi. Giới hạn mua thì hầu như là không có. Anh em đi được một lần hay sao? Hơi đen anh em. Đủ nhân phẩm cái đường này hoặc cái này thì ngon. Khá là đen anh em. Đợt này nó fit lại quà rồi, hơi chơi chán thì 3 viên này. Ngày xưa ấy, mấy ông mà chơi cái sự kiện này lấy khoảng 30 đến 40 viên đi ở viên viên này luôn. Bây giờ nó fit lại nhiều. Bởi vì cái viên này lên lực chiến lên đam khá là cao. Đây đợt này nó không có nữa, 2 viên này. Nó hết rồi, hai anh em lại hết rồi, nó fit lại cay. Đá niêm phong Haki cho làm gì không biết. Đấy mình nghĩ anh em VIP thì cũng sẽ không chơi đâu. VIP thì giỏi lắm, đi lên tầng 2 là được, lấy nốt cái viên này. Rồi đi lên lấy nốt cái viên này nữa là xong. Mua mấy cái viên này nữa xong. Chứ cũng không tha thiết leo lên mấy cái tầng này đâu anh em ạ. Nói chung là sự kiện này hôm mùa này hơi quỷ. Về vấn đề cái anh em VIP thì có một cái này này. Anh em nạp thì có cái chiến binh trở về này rất là ngon. Thứ nhất là cái chiến binh trở về này, cái điểm này ấy, nó để làm gì? Cái điểm này nó dùng để anh em mua ở đây này, cửa hàng này. Đấy, vì thế anh em VIP ấy, đợt này hoặc là vừa vừa ấy, mà có điều kiện nạp thì sẽ kiếm được cái rương này rất là nhiều. Hầu như là free chùa luôn đấy. Tiếp theo là cái nào nữa nhỉ? Cái này thì có nên mua không? 98 trái ngọc. Ta được bao nhiêu trái vàng? Ta được 15k trái vàng. Đối với anh em nào mà cần trái vàng thì mua rất là mua. 15k trái vàng này. Con pet này khoảng 6k trái vàng 21k này. 21k nhận ngay là được 5.000 nữa là được khoảng 27k trái vàng đến 30k trái vàng. Tùy xe vừa cái nhu cầu nó như thế nào nữa. Thì anh em mà là tầm tầm xem mà thiếu trái vàng thì mua cũng được. Kiểu anh em mà hơi địa chủ một tí ấy. Em kiểu nạp vừa vừa tầm tầm thì có điều kiện thì cũng được. Còn mà mấy anh em nạp khoảng 30-40 triệu, 50 triệu thì trái vàng cũng không thiếu nữa. Mấy anh em nó bây giờ chỉ đợi mấy cái sự kiện mà lấy đồ huyền thoại thôi chứ. Anh em còn nạp 1-2 triệu thì nó vẫn đang thiếu trái vàng. Thì sự kiện này là một cái sự kiện cho thêm thôi anh em, cũng không ngon, quà cũng phèn. Sự kiện này để làm cái sự kiện này thì anh em mua vàng ở đây này. Đấy thì nó sẽ xử lý cái sự kiện cho anh em thôi. Cũng không có gì. Thôi video đến đây kết thúc nhé. Các bạn quý mến thì cho mình một đăng ký để mình có động lực cập nhật cái thời gian nhanh nhất. Làm nổi chung hơn. Mấy đợt này hơi oải thì chán lắm. Xin chào và hẹn gặp lại và các bạn.